Hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ là hẻm đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Số điện thoại liên hệ bên em là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị ơi. Thì video ngày hôm nay là ngày 5 tháng 6 ha. Thì bên em cũng mới về thêm một số cái mẫu giá tầm trung thôi nha anh chị, dưới 3 triệu thôi ha. Thì anh chị cứ xem tham khảo con nào mà cảm thấy ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Rồi trước hết thì em cũng nhắc lại cái hình thức bán hàng nha anh chị ơi. Khách mới thì mình chưa biết cho nên là em phải nhắc lại mỗi clip ha. Thì đối với khách mới anh chị mua hàng bên em lần đầu thì anh chị có cọc nha. Cọc cho em từ 50 đến 100 ngàn nha anh chị, chuyển khoản hoặc là thẻ cao Viettel ha. Số tiền cọc này sẽ được trừ trực tiếp vào tiền hàng nha anh chị ơi. Cũng như là anh chị nhà mình được kiểm tra hàng test máy trước cái thanh toán ha. Nói chung thì khách phải kiểm tra test máy trước cái thanh toán nha anh chị, đúng hàng đúng mẫu mình nhận ha. Còn nếu mà cảm thấy không đúng hàng hoặc là có sự khác biệt gì đó giữa thực tế và trên cái video á thì anh chị không nên nhận hàng nha anh chị ơi. Đó là quy luật mua bán ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú, đó là một con dòng Vivo ha. Đây là một con dòng Vivo Y91C nha anh chị, Vivo Y91C. Màu xanh dương nè, màu xanh dương nha anh chị, mấy con đẹp. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 6.2 inch nha anh chị, 6.2 inch. Vivo Y91 hay còn gọi là Vivo 1811 ha. Con này thì bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Đó. Nó chạy chiếc Snapdragon 439 nha anh chị, lỗi 8 ha. Pin của nó là 4030 ạ. Xài được hai sim có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị ơi. Con này em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu 2 ha. Vivo Y91 nha anh chị, có vân tay đầy đủ này, giá 1 triệu 2. Bao gồm đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo V11i này. Con này nó có màu tím đen nha anh chị, phía dưới nó hơi tím, ở trên nó đen ha. Màu tím đen này. Màu hình cũng tầm khoảng 95% nha anh chị. Màn hình 6.2 inch. Đó. Màn hình sáng đẹp nha anh chị ơi, sáng đẹp luôn nè. Vivo 1806 hay còn gọi là Vivo V11i này. Bản RAM 4 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Xài được hai sim ha, vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Giá bán chỉ có 1 triệu 4 thôi nha anh chị. Vivo V11i, RAM 4 bộ nhớ 128GB, giá chỉ có 1 triệu 4 thôi. Con này em cũng tặng cho anh chị sạc ốp và dán cương lực ạ. Cam bỏng rất là đẹp luôn nha anh chị. V11i ha, giá bán là 1 triệu 4 này, màu tím đen nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung J7 Prime. Samsung J7 Prime thì hiện tại em còn tầm khoảng 5-6 con nha anh chị, tất cả là màu vàng gold hết ha. Đó, ngoại hình của nó cũng còn đẹp, 92-93% nha anh chị. Màn hình LCD 5.5 inch nè. Galaxy J7 Prime, bản RAM RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Và con này pin của nó là 3300mAh ạ. Giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn ạ. Samsung J7 Prime nha anh chị, giá 1 triệu chẵn, cũng đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp đến nữa, tiếp đến nữa là một con dòng Oppo F1S. Oppo F1S thì màu vàng gold nha anh chị, màu vàng gold. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 5.5 inch ha. Màn hình hơi già nha anh chị, hơi hồng hồng này. Bản RAM con này RAM 4 nha anh chị ơi, RAM 4. RAM 4 bộ nhớ 64GB này, máy size được 2 sim nha anh chị. Đây giới thiệu vào điện thoại ha, Oppo F1S RAM 4 bộ nhớ 64GB, máy size được 2 sim ha. Màn hình hơi già nha anh chị, hơi già theo thời gian ha, giá 900 ngàn này. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ ạ. Oppo F1S màu vàng gold giá 1 triệu chẵn. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A5s. Oppo A5s thì màu đen này nha anh chị, màu đen. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Màn hình LCD 6.2 inch. Pin của nó là 4230 nha anh chị. Đó, máy đẹp ha, tầm khoảng 92-93%, giá bán 1 triệu rưỡi này. Oppo A5s nha anh chị, em có hai màu, một là đỏ, hai là màu đen nha anh chị. Màu hình của nó đều đẹp ngang nhau luôn ha. Đó. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha anh chị. Oppo A5s giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung J6 cộng hay còn gọi là Samsung J6 Plus, em có hai màu, một là màu xanh xanh dương này, hai là màu đen nha anh chị, xanh dương và đen ha.
Ngoại hình cũng tầm khoảng trên 90% nha anh chị, trên 90%. Cái con màu xanh dương thì hiện tại nó hết pin nha anh chị, hết pin cho nên em chỉ giới thiệu màu màu đen thôi ha. Samsung J6 cộng, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này thì pin là 3300 mAh nha anh chị, phiên bản Android 10 chấm này. Đó, máy full chức năng ok hết nha anh chị, mua về nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok các kiểu ok ha. Cam bọng ok nè, giá bán 1,1 triệu nha anh chị. Samsung J6 cộng giá 1,1 triệu. Thì con này vân tay của nó ở bên hông nha anh chị ơi, vân tay hiển, vân tay thì ok hết ha. Rồi tiếp nữa là một con dòng Huawei. Đây là Huawei 2i nha anh chị, Huawei Nova 2i ha. Màu đen. Con này ngoại hình tầm khoảng 90% nha anh chị. Nói chung thì ngoại hình của nó cũng tương đối ok. Đó, không mới nhưng mà cũng không cũ lắm đâu nha anh chị. Huawei Nova 2i nè, phiên bản Android 8 chấm nha anh chị. Con này nó chạy chip Kirin là 659 ha, 659. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Pin của nó là 4000 mAh. Đó. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Con này em đỡ lại giá cho anh chị 1 triệu chẵn nha anh chị. Huawei Nova 2i ha, giá 1 triệu chẵn. Có tặng cho anh chị một cái miếng dán công lực sạc và ốp lưng ha, giá 1 triệu chẵn. Rồi tiếp nữa là con dòng Realme Ser 3 này. Realme Ser 3 thì em có màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Con này màn hình lớn ha, 6.5 inch. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB ạ. RAM 3, bộ nhớ 32GB, con này nó chạy chip G70 nha anh chị. Pin của nó trâu khỏe. Mấy cái dòng này xài rất là bền và pin của nó cực kỳ trâu luôn nha anh chị ơi. Đó. Giá bán chỉ có 1 triệu rưỡi thôi ha. Màn hình lớn, pin trâu khỏe nha anh chị. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi Note 7. Redmi Note 7 thì màu đen nha anh chị. Con này thì bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Màn hình LCD 6.3 inch nha anh chị. Con này nó chạy chip Snapdragon 665 ha. Mình có thể mua về xài chơi game ok nha anh chị. Đó, game Liên Quân, Free Fire, PUBG ok này. Vân tay còn đầy đủ, con này có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Chui sạc Type C ha, chui sạc Type C. Giá bán chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha anh chị. Redmi Note 7 giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung M20 nè. Samsung M20 thì màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. Màu xanh dương ha. Con này ngoại hình của nó cũng rất là bóng bẩy nha anh chị. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB và pin con này thì cũng 5000 mAh nha anh chị. Galaxy M20 này, phiên bản Android 10 chấm ha. Đó, có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Vân tay ở sau lưng, vân tay ok hết ha. Giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi em sẽ test cam cho anh chị xem nè. Đó, cam trước cam sau đều ok hết nha anh chị. Samsung M20 giá bán 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A16. Oppo A16 thì em có hai màu nha anh chị, một là màu bạc ha, màu trắng bạc, hai là màu đen nha anh chị. Thì hai con này ngoại hình của nó trên 95% ha, máy không trầy xước gì hết nha anh chị. Đó. Màn hình LCD 6.5 inch nè. Oppo A16, bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Màn hình lớn, pin trâu khỏe 5000 mAh ha. Vân tay thì ở bên hông nha anh chị. Con này em để lại giá cho anh chị chỉ có 2 triệu mốt thôi. Oppo A16 nha anh chị, hàng chính hãng công ty ha. Giá bán chỉ có 2 triệu mốt nha anh chị. Đầy đủ phụ kiện cho anh chị ha. Bao gồm cáp sạc, dây sạc, một cái ốp lưng và miếng dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Màu xám và màu đen nha anh chị. Giá chỉ có 2 triệu mốt thôi. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo Reno 5. Oppo Reno 5 thì em còn màu đen xám nha anh chị ơi, màu đen xám nè. Con này ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 96-97% nè. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch nè. Tên thiết bị là Oppo Reno 5 đây ha. Bản RAM 8, bộ nhớ 128GB. Phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. Con này em đổi lại giá cho anh chị là 3 triệu rưỡi ha. Oppo Reno 5 nha anh chị, giá bán 3 triệu rưỡi. Vân tay hiển thị dưới màn hình ok hết nha anh chị. Đó, máy full chức năng, đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Poco. Đây là Poco M3 nha anh chị, Poco M3 ha. Màu xanh dương này. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 93-94% này.
màn hình 6.5 inch nha anh chị ơi. Đó. Mocom M3. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Con này pin của nó tới 6000 mAh ha. Pin cực kỳ trâu luôn nha anh chị. Đó, vân tay còn ok hết nè. Vân tay ở bên hông nha anh chị, có hỗ trợ sạc nhanh ha. Pin trâu khỏe 6000 mAh. Con này em để lại cho anh chị giá bán chỉ có 2 triệu chẵn nha anh chị. Giá 2 triệu chẵn nè. Poco M3 giá 2 triệu chẵn, có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. À. Nữa là một con dòng Samsung. Đây là Samsung A70 màu xanh nhạt nha anh chị. Con này thì hình thức của nó cũng còn len can luôn nè. Tầm khoảng 96-97% luôn nha anh chị. Màn hình Super AMOLED 6.67 inch nè. Đó, màn hình rất là lớn luôn ha. Galaxy A70 phiên bản Android 11 chấm nha anh chị ơi. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Và con này pin của nó là 4500 mAh nha anh chị. Pin trâu khỏe, quăng tay đầy đủ hết ha. Quăng tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Quăng tay dưới màn hình. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 7 ha. Con này em đỡ là giá 2 triệu 7 nha anh chị. Samsung A70. Máy không trầy xước gì hết anh chị ơi. Đó, hàng zin chính hãng ha. Giá chỉ có 2 triệu 7 thôi ạ. Đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A54 này. Oppo A54 thì em có màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì hình thức cũng tầm khoảng trên 95% nè. Màn hình LCD 6.5 inch, con này thì màn hình đốt ruồi ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Đó. Pin của nó tới 5000 mAh ha. Mấy cái dòng này pin của nó rất là trâu luôn nha anh chị. Mua về nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok chơi game gì khá là ok ha, khá mượt nha anh chị. Vân tay còn ở bên hông nè. Rồi con em đỡ là giá cho anh chị là 2 triệu tư ha. Oppo A54 nha anh chị, giá 2 triệu tư. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme 5i. Realme 5i thì em có màu xanh xanh lá nha anh chị, màu xanh lá. Ngoại hình cũng còn đẹp nha anh chị ơi. Con này thì màn hình 6.5 inch. Bản RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32GB và nó chạy chip Snapdragon 665 nha anh chị, 665. Con này thì mình chơi game cũng được nha anh chị. Đó, chơi game tạm. Giá bán là 1 triệu 6 nè. Realme 5i nha anh chị. Giá 1 triệu 6 thôi. Con này em cũng tặng cho anh chị đầy đủ phụ kiện ha. Màu xanh xanh lá nha anh chị. Giá 1 triệu 6. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A15. Oppo A15 thì em còn màu đen này nha anh chị. Màu đen ha. Đây, hình thức của nó như thế này nha anh chị. Tầm khoảng 95% này. RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn hình giọt nước ha. Con này màn hình 6.5 inch. Pin là 4230 mAh nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32GB, xài 2 SIM có hỗ trợ mạng 4G ha. Con này em đỡ là giá là 1 triệu 6 này. Oppo A15 nha anh chị, màu đen. Giá 1 triệu 6. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A52. Oppo A52 cũng màu đen luôn nha anh chị, màu đen. Con này thì hình thức tầm khoảng 94-95 nè. RAM 6 nha anh chị, con này bản RAM 6, bộ nhớ 128GB. Pin thì 5000 mAh ha, nó chạy chip Snapdragon 665 nha anh chị. Đó, mua về xài ok. Vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị ơi. Cầm cái máy rất là chắc chắn luôn ha, nặng nha anh chị. Máy này cầm rất là nặng luôn. Giá bán là 2 triệu 4 thôi ạ. Oppo A52 em để lại giá cho anh chị là 2 triệu 4 thôi ha. RAM 6 bộ nhớ là 128GB, giá chỉ có 2 triệu 4 thôi. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng iPhone ha, iPhone 7 nha anh chị ơi. iPhone 7G, con này thì hình thức tầm khoảng 92% này. Hình thức thì 92% nha anh chị, có nhâm nhẹ mặt sau lưng ha. Máy zin luôn nha anh chị ơi. Mọi chức năng đều full ok hết ha. Con này không có vướng tài khoản gì hết nha anh chị. Mua về thì mình cứ nhập iCloud của mình vô, mình xài bình thường hết ha, không vướng gì hết. Này, giới thiệu về điện thoại nè. iPhone 7 ạ. À. iPhone này là iPhone 7G nha anh chị. Mã LLCA ha, hay còn gọi là mã Mỹ nha anh chị. Bản 32GB. Đó. Con này trình trạng pin của nó là 100% nha anh chị. Main màn zin đét luôn ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu 9 nha anh chị. iPhone 7. Giá bán 1 triệu 9. Có sạc, ốp lưng và một cái miếng dán cương lực cho anh chị ha. Đó. Không vướng tài khoản gì, bao reset dòng 1, dòng 2 cho anh chị luôn nè. Vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Con này vân tay còn đầy đủ hết ha. Màu đen, giá chỉ có 1 triệu 9 thôi ạ. À. Rồi cuối cùng là một cái máy tính bảng.
Tab A đời 2016 này. Tab A đời 2016 nha anh chị, màu đen. Con này thì anh chị mua về chủ yếu là cho bé xem YouTube ha, cho bé xem YouTube cho nó đỡ đau mắt nha anh chị. Màn hình của nó tầm khoảng 5 tầm khoảng 7 inch thôi ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi 9C màu cam này. Redmi 9C màu cam. Con này màn hình 6.5 inch nha anh chị. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB ha. Con này hôm nay em sẽ xả cho anh chị nè. Rồi em sẽ chuyển sang cái chế độ màn hình ha. Chế độ màn hình. Rồi bật sang cái chế độ sáng nha anh chị. Giới thiệu về điện thoại Redmi 9C, con này bản RAM 3 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Màn hình lớn, pin trâu khỏe ha, bộ nhớ 64GB. Con này em đỡ lại giá cho anh chị 1,4 triệu ha. Con này hôm nay em sẽ thanh lý nha anh chị, cái màu cam nó hơi khó bán. Cho nên là em sẽ thanh lý cái giá rất là rẻ nha anh chị, chỉ có 1,4 triệu thôi ha. RAM 3 bộ nhớ 64GB nè. Rồi. Chứ mọi khi thì em bán giá 1,5 triệu nha anh chị, nhưng hôm nay em sẽ thanh lý cho anh chị với giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Đó, giá rất là đẹp luôn nè. Bao gồm sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ạ. Mua về xài mọi chức năng đều ok hết nha anh chị. Giá chỉ có 1,4 triệu ha. Redmi 9C nè. Rồi tiếp nữa là một con dòng Realme 3. Realme 3 thì em có màu xanh dương nha anh chị. Ngoại hình con này tầm khoảng trên 95% này. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB ạ. Và pin con này là 4230. Đó, máy đẹp keng không trầy xước gì hết nha anh chị ơi. Con này nó chạy chip Helio B60 ha, B60 nha anh chị. Giá bán cho anh chị là 1,3 triệu ha. Realme 3 nha anh chị, giá 1,3 triệu, màu xanh xanh dương ạ. Rồi cuối cùng là hai con dòng máy cỏ nè. Samsung J320 hay còn gọi là Samsung Samsung J3 đời 2016 ha, màu vàng đồng nha anh chị. Con này thì anh chị chỉ mua về để nghe gọi Zalo, YouTube thôi ha, chứ không có làm gì được nhiều nha anh chị. RAM 1.5 bộ nhớ chỉ có 8GB thôi, cho nên là mua về xài làm máy phụ thôi nha anh chị. Đó. Làm máy phụ nghe gọi Zalo, YouTube, giá bán chỉ có 500.000 thôi ha. Có tặng cho anh chị một cái bộ sạc nha anh chị ơi, nếu mà anh chị không lấy sạc thì em sẽ trừ bớt ra 50.000 ha. Đó, mọi chức năng đều ok nha anh chị. Xài được 2 sim. Xài được 2 sim nha anh chị, cam bọng của nó thì cũng tương đối ok chứ không có được nét nha anh chị. Đó. Giá bán là 500.000 có sạc ạ. Em còn 2 con nha anh chị. Rồi em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy hợp lý thì cứ gọi điện trực tiếp cho Ngọc Sương ha, qua số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.